Anh chị và các bạn thân mến, chào mừng anh chị và các bạn quay lại với chương trình Thắng ơi. À, đây là một trong những cái chương trình khá là mới mà Thắng ơi muốn gửi tới quý anh chị em và các bạn đó chính là cái chuyên mục người Mỹ xấu xí. Chúng ta đã từng nghe về những cái cuốn sách, những cái chủ đề về việc nói về người Trung Quốc xấu xí, người Việt Nam xấu xí. Nhưng cái sự khác biệt trong cái chương trình của Thắng ơi trong giai đoạn sắp tới chúng tôi sẽ triển khai một cái chương trình dài với cái chuyên mục người Mỹ xấu xí thì cái câu hỏi được đặt ra uh, cho quý anh chị em và các bạn đó chính là người Mỹ nước Mỹ đã làm giàu trên thân xác của 77,7 tỷ dân uh, trên toàn cầu như thế nào thì trong buổi chia sẻ ngày hôm nay thì thắng ơi sẽ dành ra ít phút thời gian để trao đổi và chia sẻ với quý anh chị em và các bạn kính thưa quý anh chị em và các bạn là uh, chúng ta khi nói tới một quốc gia hùng mạnh trên thế giới thì không ai không biết tới một quốc gia mà nó đã là một thứ gì đó rất quen thuộc đối với tất cả những người dân trên toàn cầu đó chính là nước mỹ vậy nước mỹ đã làm giàu như thế nào chúng ta thường hay đặt ra câu hỏi là làm thế nào để chúng ta có thể làm giàu làm thế nào để quốc gia chúng ta có thể giàu có và làm thế nào để cho dân số thế giới có thể bớt nghèo tuy vậy chúng ta ít khi đặt tới cái câu hỏi đó là nước mỹ đã làm gì để họ giàu có và hùng mạnh như ngày hôm nay thì để trả lời cái câu hỏi đó của quyên chị em và các bạn chúng ta xin được quay lại với những cái vấn đề mang tính chất bản chất đó chính là giải phẫu về con người mà chúng tôi muốn dành thời gian chia sẻ và trao đổi với quý anh chị em và các bạn. Thưa với quý anh chị em và các bạn thì chúng ta là mỗi con người trên hành tinh này dù là có màu da khác nhau, dù là có giọng nói khác nhau, dù là có ngôn ngữ khác nhau và đôi khi là có hình thể khác nhau. Tuy vậy thì có những điểm những luận điểm cơ bản về giải phẫu về gọi là con người thì chúng ta phải chấp nhận với nhau đó là chúng ta gồm có ba cái chu trình để được tồn tại trong cái vòng đời của mỗi con người đó là sinh sinh ra phát triển và chết đi tức là người ta gọi là sinh tử và giai đoạn phát triển thì con người ta sinh ra với ba vòng đời như vậy thì rõ ràng là chúng ta cần phải được đáp ứng những cái nhu cầu cho từng cái giai đoạn của cái vòng đời của con người và chúng tôi tạm chia theo cái quan điểm của thắng ơi như sau chúng ta sẽ phải đáp ứng những vấn đề liên quan tới phần sinh, phần sinh ra, phần sinh ra của chúng ta tức là những cái vấn đề liên quan tới phần sinh chủ động và phần sinh bị động thì chúng tôi sẽ bàn luận câu chuyện này sau bởi vì cái vấn đề sinh chủ động tức là lai tạo gen trên, trên cơ thể người thì đang bị cấm và không được làm việc này nhưng mà liệu các quốc gia trên thế giới và một số tổ chức bí mật liệu có làm chuyện này hay không thì chúng ta sẽ bàn sau à, thứ hai nữa là phần tử tử thì cũng có hai hai cái nội hàm đó là từ chủ động và từ bị động. Từ bị động tức là chúng ta sẽ đến cái giai đoạn lão hóa, bị bệnh tật và chết đi. Còn từ chủ động tức là chúng ta sẽ có một số cái giải pháp mà một số giới một số quốc gia trên thế giới nó tạo nên theo cái ý thức tức là chủ động bằng việc gây chiến, tạo ra những cái cuộc chiến tranh phi không có gọi là vô nghĩa để có thể làm giảm bớt cái số người trên toàn cầu và cái giai đoạn ở giữa là một trong những cái giai đoạn tồn tại lâu dài nhất trong một cái giai đoạn phát triển của chu kỳ sinh trưởng của một con người thì đó là giai đoạn phát triển từ khi được sinh ra và tới khi chết đi thì trong cái giai đoạn này thì chúng ta giải phẫu sinh lý tâm tức là giải phẫu con người để chúng ta đáp ứng những cái nhu cầu của tất cả mọi cái thành phần trên toàn thế giới 77 tỷ dân thì chúng ta gồm có những cái vấn đề cần được đáp ứng như sau theo quan điểm của chúng tôi thứ nhất đó chúng ta là cần được đáp ứng cái đầu tiên đó chính là đôi mắt và trái tim hai cái bộ phận này thì nó thường có sự gắn kết với nhau thì chúng ta sẽ thấy được một điểm mấu chốt nó nằm ở chỗ tức là đôi mắt của chúng ta thì thường muốn được xem được nghe được nhìn những cái thứ gì đấy nó đẹp nó huyền uh, ảo hoặc là đôi khi thì chúng ta được muốn được thỏa mãn đôi mắt của mình ngoài ra thì đôi mắt nó là một cái công cụ rất quan trọng trong cái câu chuyện chúng ta có thể quan sát để có thể duy trì cuộc sống hàng ngày và làm việc thì mắt rất quan trọng nhưng mắt là cánh tay phải đắc lực của trái tim bởi vì nhờ mắt thì tim có thể uh, đưa ra uh, những cái uh, gọi là bộ não sorry sau chị em và các bạn là cái công cụ đắc lực cho bộ não và gắn kết với trái tim thì đôi mắt đưa ra được những cái hình ảnh chụp mà tức thì để đưa đến những cái tương tác cho bộ não có thể điều khiển và trái tim có thể đưa ra cảm xúc và thưa với anh chị em và các bạn đôi mắt rất quan trọng nhưng nó là cánh tay trái và cánh tay phải của bộ não và trái tim điều chúng ta phải tìm phải nghiên cứu hơn hết trong cái câu chuyện chúng ta đáp ứng cái nhu cầu đó là đáp ứng những nhu cầu của trái tim tức là sự yêu thương, tình cảm và cảm xúc của con người. thì phần đa những người trên thế giới đều có chung những cái cảm xúc và tình cảm như vậy. cái thứ hai đó là chúng ta vừa nói tới đó chính là bộ não. bộ não thì là nơi là cái kho lưu trữ là nơi đưa ra những cái phân tích, những cái phán đoán. thì nếu trong cái câu chuyện mà chúng ta cần đáp ứng những nhu cầu của con người thì đáp ứng nhu cầu bộ não cũng là một trong những cái đề rất là quan trọng trong cái tiến trình phát triển của nhân loại và phát triển của loài người cũng nhờ bộ não và có những cái sáng kiến những cái phát minh những cái sáng chế đem lại sự phát triển phồn Vinh cho xã hội cho cả tất cả những người trên thế giới cái điểm thứ ba chúng ta cần phải nói tới đó chính là sau trái tim đôi mắt bộ não thì chúng ta cần phải nói tới đó chính là cái phần thân xác của chúng ta cái phần thân xác của chúng ta thì được chia làm hai cái phần mà chúng ta cần phải được đáp ứng một đó là cái phần cả cái phần vấn xác thì chủ yếu chúng tôi muốn xoay quanh với cái vấn đề với anh chị em và các bạn liên quan tới cái phần con của mỗi con người bởi vì khác biệt giữa con người là có phần thú tính và phần người thì phần người chúng tôi vừa nói tới đó là phần trái tim phần đôi mắt phần bộ não còn cái phần con trong con người tức là cái phần ăn và phần dục phần ăn thì là đáp ứng cái nhu cầu để có thể đầy đủ năng lượng để chúng ta hoạt động cũng như phát triển à, sinh trưởng và phát triển phần dục tức là cái phần thú tính à, gọi là mang tính chất gọi là tự nhiên của con người liên quan tới câu chuyện đó chính là à, giao hợp hoặc là những cái vấn đề liên quan đến sinh đẻ hoặc là duy trì nòi giống cũng như những nhu cầu mang tính chất gọi là cảm xúc của con người à, à, ví dụ như là cực thoái, ví dụ như là những vấn đề liên quan tới cái phần dục mà bản thân không cần dạy thì mỗi con người sinh ra đều có cái phần này. Cái phần thứ ba mà rất là quan trọng đó là cái phần về cái nhu cầu uh, chiếm hữu tích lũy bằng việc là sử dụng cái đôi tay uh, để và đôi chân để có thể làm việc để có thể săn bắn, hái lượm để có thể chiếm hữu và uh, đem về những cái của cải, những cái tài nguyên. À, bằng việc sử dụng à, phần tay chân của mình để tìm kiếm về thì khi mà phân tích như vậy thì anh chị và các bạn sẽ thấy được một số vấn đề mà nó hơi dối thì tại sao chúng tôi lại nói về câu chuyện này thì để anh chị và các bạn bớt dối hơn thì chúng ta sẽ đi ngay một vấn đề à, là chúng ta sẽ hiểu tại sao à, trên thế giới và đặc biệt là người mỹ đã là gọi là tạo ra những cái khác biệt cũng như là tìm cách để có thể là chiếm hiểu uh, làm giàu trên thân xác của 7 người, 7, 7 tỷ người. Chúng tôi nói về trên thân xác của 7 tỷ người. Do đó chúng tôi phân tích và giải phẫu. Lý do là như thế này. Chúng ta đi sâu vào cái câu chuyện phân tích những cái doanh nghiệp đang được coi là lớn mạnh nhất trên toàn trên gọi là trên toàn cầu. Nói chung và nó đều là những cái doanh nghiệp của Mỹ nói riêng. À, gồm có là Facebook, Google, Amazon và Apple đó là những doanh nghiệp hiện tại có vốn hóa thị trường khá là cao, nó đứng ở cái tốc đầu à, có thể coi là bốn doanh nghiệp có tốc đầu nhất trên thị trường và nhờ vào một số cái uh, kiến thức mà chúng tôi biết được thì chúng tôi có thể phân loại ra bốn doanh nghiệp này ở bốn lĩnh vực khác nhau. Một uh, doanh nghiệp là đáp ứng uh, gọi là làm thay cái uh, cái nhu cầu và cũng như là cái công việc của bộ não đó chính là Google. Google là một trong những cái doanh nghiệp nó được coi lại chị Google là một trong những cái kho tài nguyên lớn nhất và làm thay cái việc lưu trữ của bộ não của chúng ta cũng như là phân tích dữ liệu, tìm kiếm dữ liệu và đôi khi nó là một trong những vị thánh gọi là đứng ra làm vai trò để cho chúng ta tâm sự những cái thứ mà chúng ta không dám nói với bất kỳ ai trên toàn thế giới cũng như những người thân của mình. Đó chính là việc chúng ta gõ để tìm kiếm như Google cách gõ tìm một vấn đề gì đó chính là chúng ta đang tâm sự với google về cái nhu cầu uh, hiểu biết của chúng ta hoặc là cái nhu cầu đang thắc mắc của chúng ta thì google làm thay chúng ta để giải thích và phân tích uh, làm thay bộ não chúng ta vì vậy khi uh, công ty google làm được cái vai trò đáp ứng được cái nhu cầu của bộ não làm thay cái bộ não của chúng ta làm thay cơ quan lưu trữ thì cũng nhờ vào cái, cái tiến trình cái cách làm và cái đáp ứng nhu cầu này thì Google đã phát triển vững mạnh trong hàng chục năm vài chục năm trở lại đây và nó vẫn đang là một trong những cái doanh nghiệp mà được xếp vào những cái tốp đầu uh, trường tồn trên thị trường chứng khoán Mỹ cũng như nền kinh tế Mỹ và nói riêng và thế giới nói chung cái doanh nghiệp thứ hai à, làm thay cái trái tim mà trong những giai đoạn gần đây thì không ai trên thế giới này có thể là không biết, đặc biệt là tỷ lệ người biết tới doanh nghiệp này thực sự là rất lớn. Với 77,7 tỷ dân trên thế giới thì không khó để nhận ra đến gần 5 tỷ dân là đã sử dụng dịch vụ của công ty này, đó chính là Facebook. Facebook thì làm thay gì? Thưa với anh chị em và các bạn làm thay trái tim của chúng ta. À, làm thay cái việc biểu thị cảm xúc của chúng ta cho những cái người trên những thế giới và những gọi là kéo gần cái khoảng cách của những người trên thế giới lại với nhau làm cho chúng ta có một cái cảm giác tức là chúng ta luôn ở gần nhau trên cái vai trò là làm thay cái cảm xúc trái tim và khi đáp ứng nhu cầu của trái tim khi đáp ứng nhu cầu gắn kết khi đáp ứng những nhu cầu liên quan tới cái cảm xúc của con người thì chúng thì chính cái doanh nghiệp này đã được sự tưởng thưởng cũng như là sự quan tâm của hàng tỷ người trên thế giới sử dụng dịch vụ của họ à, từ cái việc là họ đưa ra một cái dịch vụ chỉ là một cái cầu nối kết nối những người bạn trong một trường đại học và cuối cùng bây giờ nó là cái cầu nối kết nối à, biểu thị cái cảm xúc cái trái tim của 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 của, của 7,7 tỷ dân và thực sự là bây giờ đã chiếm tới 5 tỷ dân sử dụng tới cái Facebook này. Thì cái vấn đề mà chúng tôi đưa ra con số 5 tỷ thì chúng làm mang tính chất ước lượng thôi. Thì có gì anh chị sẽ bình luận con số khác thì chúng tôi cũng xin phép là không tranh luận về cái con số cụ thể, chúng ta chỉ nói về mặt bản chất của sự việc. Tức là khi như vậy thì uh, rõ ràng rằng là nó đáp ứng cái nhu cầu của trái tim. Uh, cái phần con của con người đó là phần ăn và phần dục phần ăn và phần dục thì thưa với anh chị em và các bạn không khó để thấy rằng là người Trung Quốc và rất nhiều những cái uh, tập người trên thế giới họ phục vụ cái nhu cầu ăn uống của con người họ hiểu được rằng là cái phục vụ cái nhu cầu ăn uh, uống của con người là cái nhu cầu mà tất yếu không thể thiếu cũng như là hơi thở không khí mà không thể thiếu với với con người do đó nên là rất nhiều những cái tập đoàn những cái doanh nghiệp uh, phát triển uh, phục vụ cái lĩnh vực ăn uống À, phát triển một cách trường tồn bởi vì lĩnh vực này là một trong những lĩnh vực tiêu hao toàn phần khi chúng ta ăn xong thì ngày hôm sau chúng ta hoàn toàn có thể ăn lại và uống lại thì đây là một cái phục vụ cái nhu cầu uh, phần con của chúng ta còn cái phần dục đây là một trong những cái nhu yếu tức là những cái nhu cầu chưa được uh, gọi là khai thác một cách đầy đủ tuy vậy lồng ghép trong đó thì doanh nghiệp uh, Apple là một trong những doanh nghiệp hiện tại đang đáp ứng cái nhu cầu cái phần dục của con người tức là cái phần thể hiện về cái cá tính cũng như là thể hiện cái cảm xúc cái sự biểu đạt biểu dương biểu đạt cũng như là thể hiện cái việc mà cái đẳng cấp của người đàn ông hay là của người phụ nữ hay là của cái phần gọi là tướng hướng cái phần cao của con người khi mà sử dụng và và xài cái sản phẩm của Apple Apple đi được và làm được cái câu chuyện là phục vụ cái phần 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 con cái phần gọi là cái nó thiên về cái vai trò của đẳng cấp của người đàn ông của hay là người phụ nữ đẳng cấp thì khi sử sử dụng cái dịch vụ của Apple nhưng mà gần đây thì chúng ta đã thấy là cái sự gọi là cái khan hiếm của Apple và đưa cái đẳng cấp của nó lên cao trong giai đoạn trước được cả thế giới đáp ứng à, gọi là hưởng ứng nhưng mà trong giai đoạn gần đây thì cái sự gọi là À, gần như là tính phổ biến của các cái sản phẩm của quả táo căn dở Apple thì nó đang mất dần đi cái lợi thế mà phục vụ cái phần gọi là thể hiện cái 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 đẳng cấp. Tiêu như một người sử dụng cái sản phẩm của Apple và một người không sử dụng cái sản phẩm Apple thì rõ ràng là khi mà đi 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 đi, đi, đi đánh thức cái thức tỉnh cái 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 gọi là cái cảm nhận của người khác giới thì người sử dụng cái sản phẩm của Apple được cái sự quan tâm và được cái sự tưởng thưởng nhiều hơn so với những người còn lại thì đây là cái góc mà Apple đang làm à, do đó thì Apple đã bán được những cái sản phẩm rất là cao giá à, trong khi là cái chất lượng và cái 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 tính năng của các cái sản phẩm của Apple thì cũng không hơn so nhiều so với những cái sản phẩm khác về cái lĩnh vực công nghệ và và Apple là bán cái sự trải nghiệm như vậy chứ không phải bán cái sản phẩm công nghệ cũng như bán cái ứng dụng của các cái phần mềm công nghệ à, điểm thứ ba là chúng ta muốn nói tới trong cái phần giải phẫu con người đó chính là cái phần tay và chân của con người tay và chân thì ở theo một số cái lý thuyết cho rằng là ở cái thời kỳ tiền sử thì chúng ta sử dụng chân và tay tức là sức khỏe sự lao động bằng tay chân để chúng ta có thể đi săn bắn hái lượm nhặt nhạy nấm hay là đi Đi, 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 đi tìm kiếm cái nguồn thức ăn và tay chân chính là cái nhu cầu dẫn đến câu chuyện nhu cầu chiếm hiểu tức là chúng ta làm việc nhiều hơn lao động nhiều hơn sẽ có nhiều tài sản hơn tích lũy được nhiều tài sản hơn chiếm hiểu được nhiều tài sản hơn ở vai trò đó là không phải là tiền tiền nó chỉ là hay là một số cái tài sản tích lũy sau này chúng ta quy đổi thì nó bản bản chất nó cũng là cái nhu cầu về tự tích trữ và tích lũy cái sản phẩm À, chúng ta quy đổi từ tiền ra sản phẩm và sản phẩm chứa ngược về về tiền thì cả hai cái vế là tiền và sản phẩm nó đều là cái nhu cầu tích trữ của con người à, xuất phát từ việc là sử dụng bàn tay đôi chân để có lao động có lao động để, để um, tích lũy nhiều hơn những người khác trong cộng đồng xã hội và chính cái doanh nghiệp mà đã đáp ứng đã và đang đáp ứng tối đa cái nhu cầu này và làm thay cái nhu cầu này cho con người chính là những cái doanh nghiệp liên quan tới việc là cung cấp cái dịch vụ, sản phẩm à, bán hàng à, để quy đổi tiền sang các cái sản phẩm thỏa mãn cái nhu cầu tích lũy, mua sắm của con người, đó chính là Amazon. Thì cả bốn doanh nghiệp là Apple, Google, Facebook và Amazon đều thấy rất rõ cái nội hàm cốt lõi của cái câu chuyện đáp ứng những cái nhu cầu à, gọi là mang tính chất bền vững của hàng tỷ dân trên thế giới. Và ngoài ra thì đây là một trong những cái vấn đề mà các doanh nghiệp trên toàn cầu đều đều luôn luôn quan tâm đến để có thể đáp ứng thì tôi lấy ví dụ như là khi mà chúng ta tập trung vào cái câu chuyện đáp ứng cái bộ não của con người hay đáp ứng cái trái tim của con người hay đáp ứng cái phần con tức là phần ăn và phần dục của con người hay đáp ứng cái phần tay chân của con người và hơn hết nữa đáp ứng cái phần sinh tử đây là hai cái phạm trù nội hàm liên quan đến bệnh tật của con người tuy vậy thì hai cái phạm trù sinh tử này thì có rất nhiều doanh nghiệp cũng phát triển rất là mạnh trên thị trường nhưng nó thực sự chưa được xếp vào top những doanh nghiệp lớn bởi vì có nhiều yếu tố nội hàm liên quan tới câu chuyện từ sinh và tử sinh tử nó có tính chủ động và tính bị động nên là dẫn đến những câu chuyện những cái ấn ấn phía sau nó làm cho câu chuyện phục vụ cái nhu cầu gọi là uh, sinh tử này nó chưa thực sự là một cái thứ gì đó mà nó nổi trội uh, hoàn toàn so với những cái lĩnh vực uh, mang tính thông dụng hơn khác và nó trường tồn hơn mà chúng tôi vừa nói tới gồm trái tim não phần con và phần chân tay vậy thì chúng ta hiểu những vấn đề này như thế nào và các doanh nghiệp Việt Nam đang ứng dụng ra làm sao trong cái tiến trình gọi là phát triển đất nước quốc gia Việt Nam và những cái lợi thế mà chúng ta đang sử dụng thì như thế nào. Thì thưa với anh chị em và các bạn chúng ta có thể nhìn qua một vài các doanh nghiệp trong nước để chúng ta nhìn thấy rõ hơn cái việc phục vụ các nhu cầu này. Thì hiện tại chúng ta là một nước đang ở cái giai đoạn tức là ở cái vị thế chúng ta khai thác những cái sản phẩm những cái giá trị mang tính chất cơ bản chưa chưa nâng được lên cái tầm là cái giá trị tăng thêm. Do đó thì chúng ta chủ yếu là khai thác các vấn đề liên quan tới cái đáp ứng cái nhu cầu phần con, phần ăn, phần dục và và một số cái nhu cầu liên quan tới đi lại, sưởi ấm. tôi lấy ví dụ như là khai thác dầu khí, khai thác tài nguyên rồi chúng ta khai thác những cái phần gọi là nguyên nguyên vật liệu cơ bản để chúng ta bán trong những giai đoạn trước đó thì chúng ta đã thấy được rằng là chúng ta thu về những nguồn tiền và từ cái nguồn tiền đó thì chúng ta phục vụ cho những cái vấn đề khác trong xã hội thì gồm có dầu khí, gồm có tài nguyên đất và tài tài nguyên uh, liên quan tới uh, những cái tài nguyên có uh, tồn tại ở Việt Nam thì chúng ta cũng không đi vào chi tiết. Cái thứ hai nữa là một số doanh nghiệp của Việt Nam thì cũng phát triển theo cái xu hướng đáp ứng những cái nhu cầu tối thiểu đó là cái nhu cầu phần con của con người đó là phần ăn và phần dụng thì rõ ràng thì chúng ta thấy có Vinamilk chúng ta thấy có Sabico là một trong những doanh nghiệp mà đáp ứng cái nhu cầu về cái 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 ăn uống sinh hoạt của con người ăn uống sinh hoạt của con người và gần đây thì bắt đầu chúng ta thấy có những cái doanh nghiệp mà đang có những ý tưởng trong cái câu chuyện là đáp ứng những cái nhu cầu uh, khác mà chúng ta sẽ có cái giá trị thương mại tăng thêm cao hơn và đóng vai trò quan trọng và chủ chốt hơn trong nền kinh tế xã hội đó tôi lấy ví dụ như là vincom họ đang muốn tạo ra một cái hệ sinh thái muốn tạo ra một cái hệ thống vincom gọi là khép kín à, bao gồm tất cả những cái nhu y cầu của con người nằm trong đó thì rõ ràng họ đang có một cái ý tưởng là sử dụng hết tất cả những liệu thành công hay thất bại của vincom chúng ta còn có phải, phải chờ trong nhiều năm sắp tới tuy vậy thì khi họ gom tất cả những cái nhu cầu của con người lại vào trong một cái hệ sinh thái của vin thì đây cũng là một ý tưởng rất là đáp ứng tất cả các nhu cầu của con người và liệu cái này nó có thể phát triển và đáp ứng được 7,7 tỷ dân trên toàn cầu hay không thì đó lại là một cái câu chuyện hoàn toàn khác. Bởi lẽ thì cái câu chuyện này nó còn liên quan đến câu chuyện là thế giới những người trên thế giới họ có thực sự là cảm thấy là đáp ứng được cái nhu cầu của họ hay không. Thì khi mà chúng ta phân tích cái câu chuyện là người Mỹ đã làm thế nào? Người Mỹ đã làm thế nào để làm giàu trên thân xác của 7 tỷ dân trên thế giới? Thì 7,7 tỷ dân trên thế giới thì chúng ta sẽ thấy rõ được rằng là họ khai thác rất triệt để và có những cái doanh nghiệp đi đúng và đi trúng cái mục tiêu rõ nét trong cái câu chuyện khi chúng tôi vừa phân tích với quý anh chị em và các bạn để họ làm giàu và làm giàu một cách bền vững trên cái cái những cái nhu cầu thông thường và lấy cái trục chính của cái sự phát triển của toàn cầu là con người là cái trục chính, là cái trọng tâm để đáp ứng. Và con người khi, khi giải phẫu về những cái nhu cầu thì rõ ràng chúng ta thấy những bốn cái nhu cầu thiết yếu quan trọng nhất mà chúng tôi vừa nói. Và tiện thể trong cái video ngày hôm nay thì sau khi mà uh, có nghe qua những cái trao đổi, những cái chia sẻ của ông Vũ Trung Nguyên ở cái thời điểm mà ông Vũ 39 tuổi thì chúng ta thấy được năm cái vấn đề, năm cái luận điểm mà ông Vũ nói ở uh, trong cái buổi chia sẻ à về cái việc là xây dựng thương hiệu quốc gia cũng như là những cái lợi điểm cạnh tranh của quốc gia à, trên cái việc là phát triển uh, kinh tế Việt Nam trong thời đại công nghệ thì chúng ta thấy được ông Vũ đưa ra cái năm luận điểm mà chúng tôi đang thấy rằng là quốc gia Việt Nam đang trong giai đoạn sắp tới nếu sự cổ vũ đúng mức của chính phủ của Đảng và nhà nước thì có thể đưa uh, những cái ý tưởng của ông Vũ thành một cái trào lưu uh, cho cái việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội Ông Vũ đưa ra năm luận điểm như sau. Thứ nhất là cổ động cho cái khát vọng lớn. Thì rõ ràng hiện tại chúng ta đã ngầm hóa với cái câu chuyện tức là năm 2016 Việt Nam chúng ta chính thức có một phần nào đó mở rộng hơn trong cái câu chuyện là lấy cái nền kinh tế thị trường và cái động lực chính phát triển kinh tế đó là tư nhân. Lấy tư nhân làm nòng cốt thì đây cũng là một trong cái điểm rất là mấu chốt để dẫn đến những cái doanh nghiệp tư nhân có khát vọng lớn muốn làm đầu tàu của nền kinh tế tiến xa tiến nhanh hơn trong giai đoạn sắp tới và bên cạnh đó thì chúng ta thấy được cái sự gọi là cố cố động cũng như là cái sự hậu thuẫn của chính phủ của nhà nước về cái câu chuyện thúc đẩy tư nhân phát triển mạnh mẽ hơn và có cái tư duy toàn cầu cái thứ hai nữa là sau những cái lần mà chúng ta đạt được những cái thành công nhất định trên trường quốc tế cả về cái lĩnh vực thể thao về bóng đá và một số cái thành công nhất định của vincom trên trường quốc tế liên quan đến việc là à, bắt đầu có một cái thương hiệu sản xuất ô tô vinfast và một số cái lĩnh vực của viettel à, vươn xa à, tầm thế giới để đến được với những quốc gia mà đang cần cái nhu cầu viễn thông của viettel à, những quốc gia đang cần cái nhu cầu về sữa của vinamilk và một số cái vấn đề khác trong cái xã hội chúng ta thì hiện tại đang thúc đẩy rất mạnh liên quan đến cái cái góc độ thứ hai cái luận điểm thứ hai mà ông Vũ nói đó chính là tinh thần đoàn kết quốc gia và cái niềm yêu và tự hào cái quốc gia của mình để có thể thúc đẩy nền kinh tế. Và luận điểm thứ ba ông Vũ nói đến đó là kinh tế làm trung tâm. Rõ ràng chúng ta trong định hướng chính sách của Việt Nam trong những năm vừa qua thì đã đưa cái việc là cái trục chính của nền kinh tế làm trọng tâm của sự phát triển. Lấy cái trọng tâm này để chúng ta có thể thúc đẩy các cái lĩnh vực khác, lấy lấy kinh tế làm đầu. Chúng ta trong giai đoạn này phải xác định một cái tư duy rất rõ nét tức là Uh, kinh tế phải đóng vai trò là cái trụ cột của, của 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 sự phát triển và cái trục chính này nó sẽ gọi là lan tỏa sang các lĩnh vực khác và giúp cho cái nền kinh tế Việt Nam, giúp cho xã hội Việt Nam và giúp cho quốc gia Việt Nam ngày càng phát triển và xứng tầm với các quốc gia trên thế giới. Cái luận điểm thứ tư mà ông Vũ nói tới đó là an ninh và ổn định. Thực sự là chúng ta uh, quyết tâm tổ chức các hội nghị uh, diễn đàn kinh tế thế giới uh, APEC, uh, WTO rồi những cái hiệp định thương mại đàm phán các hiện thương mại cũng như là chúng ta làm cái đại diện hòa bình cho các cái cuộc thương thảo giữa các cái diễn đàn về hòa bình trên thế giới cũng như là cái đợt mà gặp gỡ giữa ông Donald Trump và ông Kim Jong Un trong giai đoạn vừa qua và là đại diện của gọi là không thường trực của liên hợp quốc thì chúng ta đang làm rõ một cái vai trò của việt nam trên trường quốc tế liên quan đến an ninh ổn định và một cái quốc gia thân thiện có thể đáp ứng hết những cái nhu cầu là cái cầu nối trung gian để có thể đưa các cái hội nghị các cái diễn đàn những cái gọi là công việc mà của thế giới muốn sử dụng một nơi có một an ninh ổn định đến việt nam và giúp Việt Nam cũng như nhìn nhận Việt Nam ở một cái vai trò khác trên trường quốc tế và đặc biệt hơn hết thì chúng ta đang thấy luận điểm thứ năm ông Vũ đưa ra đó chính là cái việc là phát triển Việt Nam quyến rũ như thế nào đối với thế giới thì chúng ta quyến rũ ở với Việt Nam thì theo quan điểm cá nhân của tôi thì phát triển thêm ý của ông Vũ về cái câu chuyện là phát triển Việt Nam quyến rũ thế nào đối với thế giới thì chúng ta xưa đến nay thì từ thực sự là chúng ta cũng là một cái một có thể coi sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam nếu tính đúng, tính đủ thì chúng ta chỉ nên tính là 30 năm từ năm 1990 đến bây giờ đó là được gọi là bắt đầu chúng ta mới có cái quan điểm đổi mới toàn diện trong cái câu chuyện là phát triển kinh tế thị trường. Do đó thì cái việc mà chúng ta cũng còn đang khá là non trẻ trong cái phương pháp về gọi là thương mại tức là nghĩ về thương mại và nghĩ về toàn cầu hóa, nghĩ về giao thương thương mại nên là rõ ràng chúng ta cũng còn đang khá là yếu kém trong vấn đề này do đó thì những cái nhu cầu đáp ứng những cái nhu cầu cũng như là chúng ta cái cung cách phát triển của nước việt nam chúng ta chủ yếu đến từ cái nguồn nguyên liệu thô bán nguyên liệu thô nông sản thì bán nông sản thô nguyên liệu tài nguyên dầu mỏ thì trước đây chúng ta đều làm là đều xuất thô từ những cái vấn đề liên quan đến các cái tài nguyên kim loại gồm có bô xít gồm có Uh, Vônfram hay là gồm những cái tài nguyên mà đất của chúng có trong đất của chúng ta thì chúng ta đều muốn bán thô. Uh, cả thậm chí cả những cái tài nguyên liên quan tới nguyên liệu hóa thạch như than hay là một số cái tài nguyên khác như nước hoặc là tài nguyên cát hay là chúng ta đều rất xuất thô và chúng ta chỉ phục vụ được cái nhu cầu đó là những cái nhu cầu rất là thô sơ và cái biên lợi nhuận giống như là cái chuỗi giá trị nó không cao thì chúng ta phải làm rõ với nhau rằng là Liệu chúng ta tiếp tục phát triển theo cái hướng đó, tức là về cái việc là chúng ta phát triển dựa vào các nguồn lực cái rừng vàng, biến bạc, tài nguyên vô tận hay là cái nguồn nhân lực giá rẻ hay là nguồn mặt bằng hay là cũng như là cái vùng trúng của tiêu thụ tài sản, à, tiêu thụ hàng hóa trên thế giới thì anh chị và các bạn phải lưu tâm một điều là khi phát triển như thế, học hỏi cái kinh nghiệm của người Mỹ đã làm thế nào để giàu trên 7,7 tỷ dân của trên thế giới thì chúng ta sẽ không nên áp dụng cái câu chuyện này với câu chuyện là làm cái chuỗi trung gian uh, cho thế giới hay hơn là chúng ta sử dụng vào những cái nguồn tài nguyên có thể cạn kiệt khi chúng ta hết rừng vàng chúng ta hết biển bạc hết tài nguyên vô tận chúng ta không còn có là, có cái nhân lực giá rẻ không còn có cái mặt bằng rộng rãi để chúng ta có thể mời chào những cái nhà máy sản xuất và một số nhà máy sản xuất khi mà cái mặt bằng không còn rẻ nữa cũng như là họ đã tàn phá cái, 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 cái tài nguyên của chúng ta cũng như tàn phá khí hậu của chúng ta xong thì họ hoàn toàn có thể chuyển cái nhà máy đến một cái quốc gia khác đến một cái vùng lãnh thổ khác có cái nhân lực rẻ hơn mặt bằng giá thấp hơn cũng như là sẵn sàng cho cái câu chuyện họ có thể đem các cái công nghệ mà chưa hoặc là thực sự là còn đang hạn hiếu trong cái câu chuyện là đảm bảo cái môi trường thì họ sẽ có thể dịch chuyển đến những quốc gia vẫn còn có nhu cầu phát triển để làm điều đó Tôi lấy ví dụ như triều tiên họ mở cửa thì rất nhiều các nhà máy của hàn quốc sẽ nhảy vệ sang bên triều tiên ví dụ như là myanmar hay là ví dụ như là lào ví dụ như là một số nước đang kém phát triển hơn chúng ta thì họ hoàn toàn có thể dịch chuyển vì vậy nếu chúng ta sử dụng các cái nguồn tài nguyên liên quan tới rừng vàng biến bạc đất đai tài nguyên vô tận hay là nhân lực giá rẻ mặt bằng giá rẻ hay là cái vùng chúng tiêu thụ tức là chúng ta hiện tại đang có một cái 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 cơ cấu dân số tức là đang ở cái mức độ tiêu thụ cao tức là dân số trẻ. Do đó thì chúng ta nếu áp dụng cái phương pháp này để khai thác ngay và luôn thì rõ ràng chúng ta sẽ không có một cái nền tảng của sự phát triển bền vững. Và thưa với anh chị em và các bạn phải học hỏi ngay những cách làm liên quan tới giải phẫu sinh lý người mà chúng tôi vừa nói thì Việt Nam cần phải phát huy cái vai trò mà trên thế giới họ đã và đang làm. Chúng ta không cần phải có gì phải phát phải phải, phải 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 gọi là những cái phát kiến, những cái sáng kiến sáng tạo gì cả. Chúng ta chỉ cần làm phục vụ hai cái nhu cầu đó là phục vụ trái tim, bộ não và con mắt liên quan đến phát triển du lịch mạnh mẽ du lịch là cái thứ mà thỏa mãn được cả cái nhu cầu về cái tưởng thưởng của trái tim, tình cảm, tâm tư khi mà có một vùng đất, một nơi du lịch và nơi có một cái văn hóa du lịch tốt thì chúng ta phát triển du lịch, phát triển cái ngành du lịch của chúng ta gọi là xứng tầm quốc tế để thỏa mãn cái trí não, cái cái bộ cái, cái gọi là cái trái tim và cái con mắt của mỗi con người. Hơn thế nữa thì chúng ta có thể làm thêm một số cái lĩnh vực liên quan tới là vai trò trung gian trong cái cơ cấu về công nghệ của Việt Nam để gọi là gì giải quyết cái lợi thế cạnh tranh của Việt Nam trên trường quốc tế liên quan tới cái bộ óc và cái khả năng học hỏi không ngừng của người Việt để chúng ta phát triển những lĩnh vực liên quan tới là công nghệ thông tin gia công công nghệ thông tin thì chúng ta cũng vẫn là nằm trong cái chuỗi giá trị về gia công tuy vậy thì cái biên lợi nhuận cũng như là cái phần giá trị tăng thêm của nó sẽ cao hơn rất nhiều so với câu chuyện chúng ta chỉ là những cái nhân công trong cái nhà máy trong cái xí nghiệp sản xuất những cái hàng hóa nhu yếu phẩm hàng ngày thì cái biên lợi nhuận tức là cái phần giá trị tăng thêm cho quốc gia nó sẽ không nhiều thì chúng ta phát triển về công nghệ thông tin và phát triển về cái lĩnh vực tài chính tức là phục vụ là cái dạng là cái đơn vị nơi gia công cho những cái phần kiểm toán báo cáo tài chính đó là những cái điểm mấu chốt mà chúng tôi muốn trao đổi với về cái chiến lược quốc gia trong thời gian sắp tới theo cái góc nhìn cảm nhận của thắng ơi bên cạnh đó nữa thì chúng ta cũng phải xác định một cái vai trò rất là quan trọng liên quan đến an ninh lương thực và cũng là cái lợi điểm rất là quan trọng của một cái đất nước có cái trục bờ biển dài và có khí hậu khá là yêu gọi là ưu ái so với những quốc gia khác ví dụ như nhật bản ví dụ như là trung quốc hay là một số nước mà có cái khí hậu lạnh của đông âu thì họ đều không có những ưu ái nhất định liên quan đến câu chuyện sản xuất lúa gạo sản xuất lương thực thực phẩm sản xuất điều hầu tiêu cà phê và chăn nuôi giống như chúng ta đó là lợi điểm cực kỳ cạnh tranh mà không phải là nước nào trên thế giới cũng đều có cái lợi điểm này và chúng ta phải phát triển mạnh mẽ cái lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao cũng như là nâng cao cái chuỗi giá trị toàn cầu của cái nông nghiệp việt nam như ông vũ chia sẻ tức là chúng ta không còn chỉ bán cái giá trị thô mà chúng ta phải đóng một vai trò gọi là giao thương bán những cái sản phẩm của chúng ta ở cái vai trò là sản phẩm chế biến hoặc là sản phẩm đã có chế biến à, thêm vào đó là cái gọi là cái giá trị thương hiệu của quốc gia, của Việt Nam trên từng cái sản phẩm để có thu về được một cái giá trị ngân lượng nó cao hơn so với hiện tại. thì đó là những cái tầm nhìn, những góc nhìn ở cái vai trò là một cái người, một cái cá nhân có những cái, 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 cái gọi là cái suy nghĩ riêng về cái góc nhìn chiến lược quốc gia trong giai đoạn 2020-2030 trên cái nền tảng là những cái lý thuyết của những người tiền bối đi trước ông Đặng Lê Nguyên Vũ cũng như là học hỏi thêm những cái người thầy trong sách và những cái kinh nghiệm mà người nước Mỹ đã và đang làm đang triển khai à, qua việc phân tích các cái doanh nghiệp lớn nhất trên toàn cầu của Mỹ và của Trung Quốc chúng ta có thể sẽ phân tích thêm để mở rộng vấn đề trên các cái doanh nghiệp của người Trung Quốc người Ấn Độ có lấy ví dụ như Alibaba ví dụ như là Netflix, ví dụ như là một số cái doanh nghiệp mà liên quan đến đảm bảo cái nhu cầu đi lại vận tải của thế giới ví dụ như Uber, Grab thì chúng ta có thể sẽ làm rõ hơn những cái vấn đề mà những luận điểm của ông Vũ nói của Thắng ơi chia sẻ và của cái góc nhìn chiến lược quốc gia giai đoạn 2020-2030 Hy vọng là chính phủ và những cái cơ quan hành định chính sách có thể làm đúng, làm trúng và sẽ phải chấp nhận một cái câu chuyện làm rõ với câu chuyện phát triển bền vững là như thế nào hay là chúng ta chỉ tập trung trong cái câu chuyện khai thác tài nguyên khai thác tài nguyên đất, tài nguyên nước, khai thác các cái vấn đề liên quan đến tài nguyên về rừng vàng, biến bạc và cái tài nguyên về nhân lực, tài nguyên về cái nhu cầu gọi là cơ cấu dân số trẻ của chúng ta về cái khả năng tiêu hao hàng hóa trên thế giới là cái điểm đến là cái 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 bãi rác của thế giới hay là cái điểm đến là cái nơi thế giới họ có thể tin yêu và tự hào thì đó là một trong những phạm trù mà chúng tôi rất là băn khoăn để có thể đưa một đất nước Việt Nam xứng tầm quốc gia, gọi là thế giới và được người dân trên toàn cầu ưa chuộng. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị em và các bạn trong video tiếp theo. Yeah, xin cảm ơn quý chị em và các bạn đã luôn đồng hành cùng thắng ơi và đừng quên đăng ký kênh cũng như để lại một like cho thắng ơi để tiếp tục có những cái chương trình hay hơn và hữu ích hơn trong thời gian sắp tới cảm ơn quý chị em và các bạn rất 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 nhiều